Rất nhiều anh em hỏi mình về cây bưởi bonsai và loại dòng mini, bởi vì một số nhà không có sân rộng mà chỉ chơi được ban công cũng như là chơi ở trên tầng thượng thôi. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người một dòng bưởi bonsai siêu mini. Đấy, cây này thì tổng cao cả chậu mới có 1 mét thôi, và các bạn đặt ở ban công thoải mái nhé. Chậu này của mình có 50 thôi và bề ngang là có 35 thôi. Đấy, cây rất là đẹp, một cái cây có bộ bệ đế rất là đẹp luôn. Cây này thì hiện thời đang có 2, 4, 6, 8 quả cho các bạn nhé, quả rất là to. Một cái cây như này mà các bạn chơi vào Tết để ở ban công hoặc là để gần phòng ngủ, khi mà các bạn mở cửa ra các bạn ngắm những cái cây này các bạn sẽ thấy rất là thích nhé. Cây này thì mình có thể ship cho mọi người toàn quốc được, nên anh em có nhu cầu về bưởi bonsai mini dòng này có thể liên hệ với Trung Kiên nhé. Giá loại này rất là mềm để cho anh em chơi. Đấy, chút nữa mình sẽ lên cho các bạn một cái cây nữa, nhìn nó cũng rất là đáng yêu. Đấy, các bạn có nhu cầu về cây bưởi bonsai mini này thì có thể liên hệ với cả Trung Kiên nhé. Số điện thoại mình đặt ở trên đầu kênh, các bạn có thể liên hệ vào đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trung Kiên. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.